Xin mời, dạ xin mời chị ạ. Dạ, thật ra là chương trình của mình thì nó cũng nhiều và mọi người gần như là rành hết, cho nên là muốn hỏi thì cũng khó có cái gì để nổi bật mà hỏi, và trong cái quá trình quay thì anh chị em cũng không có biết cụ thể như thế nào. Nhưng mà thôi thì mình sẽ mở hàng, hy vọng là các bạn sau cái câu hỏi của mình cũng có cái ý gì để hỏi thêm anh một chút. Đầu tiên là hỏi anh Vũ Điền, thì bây giờ anh xây dựng hình ảnh cá nhân dữ quá thì trên Facebook và YouTube là không biết anh Vũ Điền là ai, thì biết Color Man thôi. Và nếu mà mình xin lỗi là mình đá qua truyền thông Khang một chút xíu, là bên truyền thông Khang là có anh Vũ Thành Vinh đó, trong các cái cuộc thi á, là ảnh cũng lên ngồi làm ban giám khảo luôn. Thì bây giờ anh cũng đang xây dựng hình ảnh cá nhân rất là nhiều, tại sao anh có thể là tự mình cho phép mình một cái ghế nào đó trên trong giống như là không có giám khảo chính thức thì khách mời, hoặc là những cái vòng mình chưa quay chẳng hạn, thì anh có cái ý định đó hay không? Thì để cho mình cũng có thêm cái tư liệu cho các bạn YouTube họ xem. Cái đó là câu hỏi dành cho anh Vũ Điền. Câu hỏi thứ hai là không biết là Huy có ngại chia sẻ về chuyện tình cảm của mình chút xíu hay không? Tại vì dạ không chị, ngại lắm chị. Dạ mình bây giờ buổi điện rồi. Tại 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 vì á thì sau đám cưới của Trường Giang với Nhã Phương thì nhiều bài báo cũng đặt cái tiết liên quan đến chuyện tình cảm của em, thì khi nào đến em thì em có thể chia sẻ chút xíu. Ê chà. Còn muốn hỏi thêm Giang á là đã có đã xem rất nhiều ở trên Facebook về hình ảnh cá nhân của hai người rồi, nhưng mà bây giờ đường hướng hai người sau khi kết hôn là ra sao? Tại vì trước đó thì mình biết là Giang là tự có công ty riêng của mình, còn Nhã Phương là do một đơn vị khác quản lý. Thế thì bây giờ làm sao rồi, khi nào mình có em bé ha? Rồi hết. Dạ, cảm ơn bộ câu hỏi sĩ của chị. Anh trả lời trước cái câu tiên. Xin mời Color Man sẽ trả lời đầu tiên. Color Man phải tháo cái kính ra thì mới nhìn thấy được. Cái kính này dùng để đọc báo, cho nên là nhìn xa nãy giờ không biết ai hỏi, giờ mới biết là chị Tám Sài Gòn. Chị Tám, trước khi Color Man trả lời thì phải nói là Color Man rất là ngưỡng mộ chị Tám ở góc độ nghề nghiệp, tinh thần sống lạc quan, và cái một cái điều nữa là rất ngưỡng mộ chị Tám là mặc dù không phải là một YouTuber chuyên nghiệp như Color Man, nhưng mà rất là thông minh khi mà vừa phỏng vấn mà vừa quay luôn. Nói ra cái này thì trả lời câu hỏi của Tám thì thời gian gần đây thấy anh Điền xây dựng thương hiệu cá nhân dữ quá, thì cái này chắc là cho phép tôi được nói lại chút xíu. Thương hiệu cá nhân của Vũ Điền đã có từ rất lâu rồi, từ cách đây 20 năm về trước rồi. Hiện tại giờ ở Color Man làm cái này thực sự là nó ngoài tất cả mọi thứ, là ngoài dự kiến, chứ mình không có ý định mình xây dựng thương hiệu cá nhân. Bởi vì với tôi á, thì tôi nghĩ rằng là đầu tiên mình phải nghĩ cái thương hiệu của tập thể trước, và tất cả mọi thứ thì Điền Quân đã có một cái chặng đường đi tới nay là năm thứ 11 rồi, và cái thương hiệu Điền Quân thì mặc dù là còn non trẻ so với các cái đơn vị khác, nhưng mà 11 năm thì không, em nghĩ rằng đây là một cái sự trưởng thành và đóng góp rất to lớn của toàn thể đang Điền Quân. Một cái gia đình như thế thì tất cả mọi thứ thì mình đều hướng về cái tập thể, và mình luôn luôn nghĩ rằng là cái giá trị của tập thể rồi mới tới cái với cái thương hiệu cá nhân. Nếu mà không có tập thể thì sẽ không có cá nhân. Đôi khi có cá nhân nhưng mà không thể có được tập thể. Cho nên là với Color Man thì tất cả mọi thứ được đặt lên trên cao nhất, đó là cái giá trị chung. Có cái chung thì mới có cái riêng, và nếu như mà có cái riêng thì chưa chắc đã có cái chung. Đó, cái điều đó. Cho nên là trong quá trình mình bỗng nhiên thời gian gần đây thì tự nhiên mình làm YouTube cho vui, tại vì thấy Cương vừa mới đầu quay hậu trường sao lên cũng hot quá, mình cũng quá chết mình quay. Nhưng mà tự nhiên mình quay cái hồi mình hướng nghề mà mọi người chắc cũng biết rồi, 20 năm trước thì cũng nói cũng là huyền thoại một thời, chứ không đâu phải bình thường. Và thương hiệu cá nhân của Vũ Điền thì thực sự là có thể nói là cả nước Việt Nam luôn. Nhưng mà từ lúc mình
ra thành lập cái công ty này thì mình phải tập trung lo cho thách thức danh hài, rồi lo cho dòng ái dòng ai, lo cho tất cả những cái show, và đặc biệt là lo cho mấy trăm đứa em thân yêu, bởi vì mấy trăm đứa em này là mấy trăm gia đình đó, khổ lắm. Rồi chưa kể nữa, thêm gia đình Trường Giang nữa, rồi sắp tới gia đình Ngô Kiến Quy nữa. À, nói đùa vậy thôi, nhưng mà thật sự là tất cả mọi thứ này làm vui lắm đó. Và con em cũng nói mọi người luôn, chưa có một cái thời kỳ nào mà mình được tự mình làm một cái nội dung của mình thú vị vô cùng, và mình được làm những cái thứ mà mình rất là thích, và tự nhiên cái máu nghề nó trỗi dậy đó. Mà mình nhìn thấy hiện tại giờ là mình đang cứ lui luôn, là mới vừa đi cái đua bò bảy núi An Giang, một cái lễ hội. Chúng ta một vài chia sẻ như vậy để tất cả các anh em báo chí, mà chắc thời gian gần đây mọi người cũng thắc mắc không biết ông nội này giờ đang bị cái gì, mà không phải riêng về anh em báo chí đâu, mà cả công ty mình cũng đang nghĩ mình là đang có vấn đề về tâm thần. Giờ rảnh quá rồi, bắt đầu em Phúc nè, thấy Phương giỏi quá rồi, Phương Quỳnh giỏi quá, tất cả các nhóm sản xuất của tôi giờ giỏi quá, nên tôi rảnh bắt đầu tôi đi, tôi làm những việc tôi yêu thích. Dự kiến của mình năm 55 tuổi mình bắt đầu đi chu du thiên hạ đó, nhưng mà tự nhiên trời xui đất khiến sao cái 49 tuổi bắt đầu đi rồi, và càng đi càng thích. Thì bây giờ mình đang có nhiều cái học vũ để làm cái kênh nội dung của mình, không chỉ là quay hậu trường mới đầu vậy thôi cho vui, nhưng bây giờ làm nhiều thứ lắm. Sắp tới sẽ giới thiệu với mọi người rất nhiều cái series về văn hóa đất nước con người Việt Nam mà chúng ta chưa bao giờ nhìn thấy trên màn ảnh truyền hình, và cái khát vọng mình là đưa được một cái gì nó đẹp đẽ hơn nữa về Việt Nam ra thế giới, và đặc biệt là gần 10 triệu kiều bào Việt Nam ở nước ngoài luôn luôn hướng đến Việt Nam nhớ mình lắm. Và tất cả những cái thứ đó mình còn đang hứng thú và làm. Và thực sự mình không có một ý gì để xây dựng thương hiệu cá nhân, tại vì thương hiệu cá nhân mình thôi anh em trong nhà biết rồi, đâu cần phải nói nữa đâu. Thứ hai nữa là thôi Điền Quân thì nó cũng tạm tạm rồi, nó cũng không cần cái lớn dữ dội gì nữa đâu, nó là ổn rồi đó. Thì và Coleman có thể là sẽ khác với tất cả những người khác. Để chị Tám có hỏi nói đến truyền thông Khang là anh gì, anh Vinh hả, anh Nguyễn Thành Vinh là đồng nghiệp của mình, nhưng mà nghĩ là đàn em nhỏ tuổi hơn mình. Thì anh Vinh anh ngồi giám khảo trong tất cả các chương trình, nhưng mà mình khẳng định luôn, người nào ngày nào ăn ngày đó với bạn ơi, tôi chỉ có thể làm sản xuất giỏi nhất, và tôi cũng có thể làm YouTuber giỏi, nhưng mà cái nghề giám khảo này ngồi được như Trường Giang, Trấn Thành, rồi ngồi như một số cái show khác như Mỹ Tâm, là Vĩnh Hưng, rồi ngồi được cái đó tôi làm được. Và mình cũng không bao giờ nghĩ cái chuyện một ngày nào đó mình ngồi lên đó và nói thật với mọi người luôn. Ngay cả xuất hiện làm diễn giả rất nhiều nơi, trường đại học, rồi hội doanh nhân Sài Gòn cũng mời liên tục, Coleman không bao giờ xuất hiện. Mình thích vui à, thì mình đang vui vẻ từ bây giờ nhảy lên ngồi làm cái việc đó, thì thật sự là hoàn toàn mình không có một cái ý định gì hết trong cái việc xây dựng cái kênh YouTube, mà mình chỉ làm cho vui. Và sau khi mình làm vui rồi thì mình thấy nó cũng giúp được cho cái việc quảng bá của các chương trình của mình.